Tiếp tục thông tin liên quan các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tại đền al aqsa còn gọi là núi đền, ở đông Jerusalem. Ngày 15 tháng 4, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên án tình trạng bạo lực tại đông Jerusalem, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bất ổn an ninh ở Jerusalem, đồng thời kêu gọi các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng. Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là GCC, cũng lên án hành động của cảnh sát Israel nhằm vào các tín đồ Hồi giáo Palestine tại đền Al-Aqsa, còn gọi là núi đền. Người đứng đầu RCC nhấn mạnh Israel cần ngừng ngay các hành động hiện nay, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn tình trạng tại Đông Jerusalem làm ảnh hưởng tới an ninh khu vực. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động khiêu khích và gây phức tạp tình hình. Mỹ cũng hối thúc giới chức Israel và Palestine hợp tác hạ nhiệt căng thẳng ngoại trưởng các nước đức pháp tây ban nha và italy cũng ra tuyên bố chung lên án tình trạng bạo lực tại đông jerusalem và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cùng ngày cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng gia tăng tại trung đông